Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em cho sách đại số 10 nâng cao. Chương số 3, phương trình về hệ phương trình. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là bài số 2. Bài số 2 có nội dung là phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn. Ta đã biết cách giải phương trình bậc nhất ẩn x là phương trình có dạng ax cộng b bằng 0, trong đó ab là hai số cho trước và a khác khác 0. Phương trình bậc hai ẩn x là phương trình có dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0, abc là ba số đã cho, a khác 0, delta bằng b bình trừ 4ac, được gọi là biệt thức hoặc biệt thức delta. Delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac với b phẩy bằng b chia 2, gọi là biệt thức thu gọn của phương trình bậc 2. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu cách giải và biện luận các phương trình bậc nhất và bậc 2 có chứa tham số. Tham số là một cái số gì đó tham gia vào phương trình. Mục số 1, giải và biện luận phương trình dạng ax cộng b bằng 0. Đây chưa phải là phương trình bậc nhất nhé, mà chỉ là phương trình dạng thôi. Kết quả giải và biện luận phương trình dạng ax cộng b bằng 0 được nêu trong bảng sau đây. Nếu a khác 0, phương trình có nghiệm duy nhất x bằng trừ b chia a. Được không? Đầu tiên là ax cộng b bằng 0, thì ax sẽ bằng trừ b. Ax bằng trừ b nhé. Sau đó để tìm x thì chia hai vế cho a. Nhưng muốn chia hai vế cho một đại lượng gì đó, phải biết nó khác 0. Phải biết chắc chắn nó khác 0 thì mới được chia. Được không? Còn khi nó chưa khác 0 thì phải xét trường hợp. Trường hợp 1 a khác 0. Khác 0 thì được quyền chia thoải mái, là x bằng trừ b chia a. Được không? Trường hợp 2 thì a sẽ bằng 0. Đúng không? Khi a bằng 0 á thì chúng ta có hai tình huống, một là b khác 0 này, a bằng 0 b khác 0 thì này vô lý này, thì phương trình vô nghiệm. A bằng 0 b bằng 0 luôn thì phương trình này luôn đúng, phương trình nghiệm đúng với một ý thuộc R. Được không? Rồi, để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ làm ví dụ 1. Ví dụ số 1, giải về biện luận phương trình này nhé. M bình x cộng 2 bằng x cộng 2m. Chúng ta sẽ cố gắng đưa về phương trình dạng bậc nhất nhé, có dạng bậc nhất. Tương đương có x chuyển qua một bên ha. Còn lại chuyển qua bên còn lại. M đóng vai trò là số nhé, x đóng vai trò là biến ha. Tương đương x làm nhân tử chung trong ngoặc, còn m bình trừ trừ 1. Được không? Để như thế này đi, bằng 2m trừ 2, hoặc là 2 làm nhân tử chung trong ngoặc, còn m trừ 1. Ổn không? Phương trình dạng ax bằng b. Và mục tiêu tiếp theo của thầy là chia cho thằng m bình trừ 1. Mà muốn chia thì hãy biết nó có khác không hay không. Còn nó chưa khác không thì chúng ta phải xét trường hợp 1. M bình trừ 1 bằng 0 đi. Được không? Thì tương đương với M sẽ bằng cộng trừ 1. Vốt 53 giúp thầy nhé. Như vậy nó sẽ có hai tình huống nhỏ. Khi M bằng 1, cái hiệu thằng này là sao nhé. M bằng 1 thì sao sẽ tương đương với M bằng 1 nhé, là 0. 0 nhân x là 0. 0 bằng bên đây là 0. Này luôn, luôn đúng. Được không? Như vậy m bằng 1 thì nó ra đều luôn đúng. Luôn đúng thì s sẽ bằng bằng gì? Luôn đúng thì s sẽ bằng r luôn. Ổn không? Chấm thứ hai, m bằng âm 1. Khi m bằng âm 1 thì sao tương đương? M bằng âm 1, m thằng này bằng 0 nhé. 0 nhân x là 0 bằng âm 1 là âm 2, âm 2 nhân 4, 2 nhân 2 là âm 4. Thằng này vô lý. Vô lý thì suy ra s bằng rỗng. Hình dung được không? Tiếp theo là gì? Trường hợp 2. M bình trừ 1 khác 0 tương đương với M khác cộng trừ 1.
Được không? Khi m khác cộng trừ 1 sao sẽ tương đương với khi a đã khác không rồi chia thoải mái nhé. Một đại lượng đã khác không thì chia thoải mái. X sẽ bằng 2m trừ 1 chia cho m bình trừ 1. Được không? Tương đương x sẽ bằng 2 chia m bình trừ 1 là hàm đẳng thức là m trừ 1 nhân m cộng 1 á. Rút gọn đi còn là m cộng 1. À. Vậy kết luận là 7x bằng tập nghiệm của chúng ta là 2 phần m cộng 1. Được không? Ổn không? Nó làm rất bình thường thôi. Chỉ ở chỗ đây là chúng ta phải chia trường hợp nhớ nhé. Khi chia hai vế cho một đại lượng gì đó thì đại lượng đó phải khác không. Còn đại lượng đó chưa khác không thì bắt buộc sẽ trường hợp hết. Đây kết luận nè. M bằng 1 thì S bằng R. M bằng trừ 1 S bằng rỗng. M bằng M khác cộng trừ 1 thì S sẽ bằng 2 chia M cộng 1. À. Tiếp theo tôi sẽ học cách là gì? Giải về biện luận của phương trình dạng AX bình cộng BX cộng C bằng 0 dạng bậc 2 á. À, khi A khác 0 thì nó trở về phương trình BX cộng C bằng 0. Trở về phương trình dạng bậc nhất. À. Còn khi A khác 0, khi A khác 0 thì chắc chắn nó là phương trình gì rồi? Phương trình bậc 2 rồi. Khi phương trình bậc 2 thì sẽ có delta. Delta lớn không, phương trình có hai nghiệm phân biệt. X bằng trừ b trừ căn delta chia 2a và x bằng trừ b cộng căn delta chia 2a. Khi delta bằng 0, phương trình có nghiệm kép x bằng trừ b chia 2a. Khi delta bé hơn 0, phương trình vô nghiệm. Được không? Đây là nhắc lại kiến thức lớp 9 thôi. Rồi chúng ta đến H1. Trong trường hợp nào thì phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 có một nghiệm duy nhất? Phương trình này trong trường hợp nào thì phương trình có nghiệm duy nhất? H1 nhé. Có nghiệm duy nhất khi nào? Đầu tiên là A bằng 0 này. Đúng không? A bằng 0. Và khi A bằng 0 là mất A rồi nghe. Được không? A bằng 0 là mất A rồi. Đúng không? Rồi còn lại phương trình này có nghiệm duy nhất khi nào? Phương trình này có nghiệm duy nhất khi B khác 0. Được không? B khác 0 thì X sẽ bằng trừ C chia B. B khác 0. Được không? Đó là trường hợp 1. Hoặc khi mà A khác 0, Y khác 0 thì nó trở thành phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 có nghiệm duy nhất hay còn gọi là nghiệm kép khi delta bằng 0. Được không? Rồi tiếp theo tôi đến H2. À, khi nào thì phương trình vô nghiệm? À, copy. Phương trình vô nghiệm, tình huống đầu tiên là A bằng 0 nè. A bằng 0 thì nó trở thành là BX cộng C bằng 0. Phương trình này vô nghiệm khi nào? Khi B bằng 0 và C khác 0. Được không? Thì nó sẽ có vô nghiệm. Ổn không? Hoặc tình huống A khác 0 thì nó trở thành phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 vô nghiệm khi delta biến 0. Rồi. Tiếp theo ta sẽ làm bài ví dụ 2. À, giải về biện luận phương trình sau theo sinh số m. Phương trình này nó cho dạng bậc 2 rồi nhé. Mx bình trừ ax bình cộng px cộng c bằng 0. Trong đó a sẽ là m, b là trừ 2 nhân m trừ 2 và c là m trừ 3. Rồi bắt đầu làm thôi. Này là ví dụ 2. Mx bình trừ 2 m trừ 2x cộng m trừ 3 bằng 0. Rồi trường hợp 1. Trường hợp 1 là a bằng 0. A bằng 0 thì chúng ta làm gì? Thay vô.
nha. A bằng 0 là thay vô, được không? A bằng 0 là thay vô, này là sao nhé, sao sẽ tương đương này 0 rồi, đây là 4x đúng không, trừ 3 bằng 0, tương đương x sẽ bằng 3 phần 4, x bằng 3 phần 4. Vậy kết luận tập nghiệm, một lát nữa kết luận luôn nhé, ổn không? Một lát nữa chúng ta kết luận luôn là trường hợp 2, m khác 0. Khi m khác 0 á, thì đây là phương trình bậc 2. Mà để là phương trình bậc 2 á, thì sẽ có điện delta. Để là phương trình bậc 2 thì sẽ có delta. Delta. Ở đây có số 2 nữa, cho nên thầy sử dụng delta. Delta phải nhé. Delta phải bằng b phải bình trừ a, ac. M trừ 2 tất cả bình trừ cho ac. Được không? Bằng m bình trừ 4m cộng 4 trừ cho m bình cộng 3m bằng trừ m cộng 4, được không? Trừ m cộng 4. Rồi chấm đầu tiên. Trong trường hợp 2 chúng ta sẽ có những cái chấm như sau. Chấm đầu tiên là delta phải sao? Delta phải lớn hơn, lớn không, được không? Delta phải lớn không tương đương với trừ m cộng 4 lớn hơn, lớn không tương đương với m bé hơn, biến 4. Ổn không? Khi m biến 4 thì phương trình sau này có mấy nghiệm? Sau có hai nghiệm phân biệt. Được không? Sau có hai nghiệm phân biệt x bằng trừ b. Trừ b phải á, trừ b phải là m trừ 2, trừ b phải là m trừ 2 cộng căn delta phải trừ m cộng 4 và chia cho a là chia cho m, được không? Hoặc x bằng m trừ 2 trừ căn m cộng 4 chia cho m. Được chưa? Chấm thứ hai là delta phải bằng 0. Khi delta phải bằng 0 tương đương với m bằng 4 ha. Delta phải bằng 0 thì tương đương với m bằng 4. Khi m bằng 4 á thì sao sẽ có nghiệm kép. Sao có nghiệm kép x bằng, sao có nghiệm kép x bằng nhé, trừ b phải chia a thôi, là m trừ 2 chia m trừ 2 chia m, được không? Trừ b phải chia a và nó bằng bao nhiêu luôn, 4 nhé, là 1/2, ổn không? Rồi trường hợp cuối cùng là delta phải bé hơn biến 0, tương đương delta phải biến 0 tương đương m lớn hơn, m lớn 4. M lớn 4 thì phương trình sau này sao? Vô nghiệm. Rồi hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc kết luận thôi. Đây, đọc qua lại một lần nè. M bằng 0 thì phương trình trở thành m bằng 0 chỗ này. Chỗ này là 0 là thành 4x trừ 3 nên nó có nghiệm là x bằng 3/4. M khác 0 thì đây là phương trình bậc 2 cho nên có biểu thức delta phải á bằng b phải bình trừ ac bằng 4 trừ m. Do đó khi delta phải mà lớn 0, delta phải lớn 0 thì m biến 4. Được không? M biến 4 thì phương trình sẽ có hai nghiệm là trừ b phải, trừ b phải cộng căn delta, trừ b phải cộng căn delta, delta phải chia cho a, trừ b phải trừ căn delta phải chia a. Khi m bằng 4 thì cái thằng này bằng 0 thì khi đó nó sẽ có nghiệm kép, thay vô 1/2.
Còn khi m lớn 4 thì chúng ta phải biến 0 phương trình vô nghiệm. Bây giờ chúng ta chỉ kết luận lại thôi. Kết luận lại nha. Đây, đây là phần kết luận, gom lại thôi. M lớn 4 thì vô nghiệm. M bằng 0 thì có nghiệm x bằng 3/4. M khác 0, bé hơn bằng 4 thì sẽ có 2 nghiệm x bằng m trừ 2 cộng trừ căn của 4 trừ m chia m. Được không? Bài biện luận cho phương trình bậc 2 là khá rối nhé, khá rối. Tiếp theo ta sẽ đến H2. Giải về biện luận phương trình theo tham số m. H2 x trừ 1 nhân với x trừ trừ m x cộng 2 bằng 0. Đây được gọi là phương trình tích ha, phương trình tích. Thì chúng ta chỉ việc cho gì? Từng cái bằng 0 thôi. X trừ 1 bằng 0. Ở đây x làm nhân tử chung nhé, trong ngoặc còn 1 trừ m. Được không? 1 trừ m cộng với 2 bằng 0 tương đương x bằng 1. Và ở đây chưa chia được đâu nhé, chưa chia được đâu. 1 trừ m bằng trừ trừ 2 chưa chia đâu. Mà chúng ta phải làm gì? Xét trường hợp. Được không? Chúng ta phải xét trường hợp. Đó là nhu cầu bắt buộc. Trường hợp 1. 1 trừ m bằng 0. 1 trừ m bằng 0 tương đương với m bằng mấy? Bằng 1. Cái hiệu này là 2 nhé. Được không? Khi m bằng 1 thì 2 sẽ tương đương. M bằng 1 thì 2 sẽ tương đương đây là 0. 0 bằng trừ 2 là điều vô. Vô lý. Vô lý thì x bằng rỗng nhé. Trường hợp 2. 1 trừ m khác. Khác 0. Tương đương với m khác. Khác 1. Khi đó chia thoải mái ha. 2 sẽ tương đương. X sẽ bằng trừ 2 chia 1 trừ trừ m. Được không? Rồi xem. Đó thế thôi. Ủa không? Bây giờ kết luận nhé. Bây giờ kết luận. Bây giờ kết luận. Kết luận nè. Đầu tiên là với m bằng 1. M bằng 1 thì s sẽ bằng. Ở đây ra vô lý nhưng mà trên đây còn một số nữa là x bằng 1 ha. X bằng gì? M bằng 1. Thì x sẽ bằng 1 ha. M mà khác 1 thì khi đó x sẽ bằng là 1 với lại là trừ 2 chia 1 trừ trừ m. Được không? Có hai nghiệm, nhiều khi hai nghiệm này trùng nhau nữa nhưng mà kệ nó, hai nghiệm này được rồi. Muốn xét kỹ hơn là xét hai nghiệm này có trùng nhau hay không nhé. Rồi tiếp theo ta sẽ đến nội dung của ví dụ 3. Ví dụ 3 như sau. Cho phương trình này bằng đồ thị, hãy biện luận số nghiệm của phương trình 3 tùy theo các giá trị của A. Rồi đây là lợi dụng đồ thị nhé. Lợi dụng đồ thị. Đây là 3x cộng 2 bằng trừ x bình cộng x cộng A. Trong đó A sẽ là tham số. A tham số. Bây giờ để A vào một bên, còn lại đẩy qua hết một bên nha. Đây. Chuyển qua là x bình nè. Cộng 2x cộng 2 bằng A. Và cái phương trình này gọi là phương trình gì? Phương trình này là phương trình hoành độ giao điểm của, được không? Phương trình này là phương trình hoành độ giao điểm của y bằng x bình cộng 2x cộng 2 và đường thẳng y bằng a. Ổn không? Và số nghiệm của phương trình 4 sẽ bằng số giao điểm của hai đồ thị này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ gì? Vẽ parabol ra. Nha, vẽ parabol ra như thế này. Còn y bằng a là một đường thẳng nằm ngang. Nha, y bằng a đường thẳng nằm ngang.
y bằng số là nằm ngang. Và khi a lớn hơn lớn 1, ha, khi a mà lớn 1 thì phương trình sẽ có hai nghiệm, chúng ta cắt hai điểm hết. Khi a mà bằng 1 thì phương trình sẽ có nghiệm nghiệm kép, ha, và khi a bé 1 thì phương trình vô vô nghiệm. Quan sát hình nha, được không? Khi bằng 1 thì sẽ có nghiệm kép, tiếp xúc là nghiệm kép, còn bé hơn thì sẽ vô vô nghiệm. Đây kết luận này, khi a bé hơn 1 thì phương trình vô nghiệm, đường thẳng d và p không có điểm chung, d và p không có điểm chung, bé hơn 1 dưới đây. Khi a bằng 1 thì phương trình có nghiệm kép, d tiếp xúc với p. Khi a lớn 1 thì phương trình có hai nghiệm, d cắt p tại hai điểm phân biệt, được không? Kỹ thuật này lên lớp 12 chúng ta học khá nhiều nhé. Đây được gọi là phương trình hoàn độ giao điểm. Lớp 10 ta học rồi nhưng lên lớp 12 ta vẫn học lại, tại vì trong đề thi đại học xuất hiện khá nhiều. Chú ý, khi viết phương trình 3 dưới dạng x bình cộng 3x cộng 2 bằng x cộng a, ta thấy kết quả trên còn cho biết số giao điểm của parabol y bằng và đường thẳng y bằng. Đây là phương trình hoàn độ giao điểm của hai đường này. Tiếp theo ta đến ứng dụng của định lý VS. Ở lớp dưới chúng ta đã học định lý VS đối với phương trình bậc 2. Hai số x1 x2 là các nghiệm của phương trình bậc 2, ax bình cộng bx cộng c bằng 0, phương trình bậc 2 tại a và khác 0 nhé. Khi và chỉ khi chúng thỏa mãn các hệ thức x1 cộng x2 bằng trừ b chia a, x1 nhân x2 bằng c chia a. Định lý VS có nhiều ứng dụng quan trọng, chẳng hạn như nhẩm nghiệm phương trình bậc 2, được không? Rồi phân tích đa thức thành nhân tử, những cái này rất hay nhé, những cái này rất hay để giúp chúng ta làm nhanh hơn. Rồi nếu đa thức fx bằng ax bình cộng bx cộng c có hai nghiệm x1 x2 thì có thể phân tích thành fx bằng a nhân x trừ x1 nhân x trừ x2, được không? Cái này rất hay dùng nhé. Phương trình mà có nghiệm x1 x2 thì phân tích thành là a nhân x trừ x1 nhân x trừ x2. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Nếu hai số có tổng là x và tích là b thì chúng là nghiệm của phương trình x bình trừ x cộng b bằng 0. Rồi tiếp theo tôi làm H3. Có thể khoan một sợi dây dài 40cm thành một hình chữ nhật có diện tích S cho trước trong mỗi trường hợp sau đây được không? 99, 100, 101. H3. Hiểu đề không? Sợi dây dài 40cm thì có thể khoan thành một, đây, sợi dây dài 40cm này có thể khoan thành một hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật này có diện tích là 90cm. Rồi 100cm, rồi 101cm, được không? Thì chúng ta sẽ ứng dụng gì? Ứng dụng cái mục số 3, tổng và tích ha. Đầu tiên chúng ta gọi chiều dài là, chiều dài là giờ luôn nghe, chiều rộng là r ha. Chúng ta sẽ có nè, dài cộng rộng, dài cộng rộng là bao nhiêu? Sợi dây dài 40 cm nếu mà được như thế này á thì nó là chu vi ha. Chu vi thì bằng dài cộng rộng nhân 2, dài cộng rộng nhân 2 bằng 40 thì dài cộng rộng sẽ bằng 2, 20, được không? Ổn không? Còn diện tích thì bằng dài nhân rộng bằng 99, được không? Và khi đó suy ra là gì? D và R là nghiệm của phương trình x bình trừ sx cộng b bằng 0. Ráp vô nhé, x bình trừ 20x cộng 99 bằng 0. Bút 53 giúp thầy nhé. Mười một với chín tương đương x bằng 11 với x bằng 9. Như vậy chiều dài sẽ là thằng này chính là bằng, suy ra này, chiều dài là mấy? Chiều dài là 11 và chiều rộng là 9. Nhưng mà có thể nhé, có thể.
Tiếp theo sẽ đến câu câu B. Câu B là 100 ha, câu B là 100. Mấy bước này tương tự nhé, câu B 100. Là chỉ ghi cái x bình nè trừ cho 20x và cộng cho 100 bằng bằng 0. Nó vẫn giống nhau hết, chỉ thay số 99 bằng số 100 thôi. 10. À, tương đương x bằng 10. Được không? X bằng 10. Như vậy câu B có thể không? Câu B vẫn có thể nhé. Câu B vẫn có thể. Tại vì khi đó nó ra hình vuông, nó ra là dài bằng 10 và rộng bằng 10 luôn. Được không? Hình vuông cũng là hình chữ nhật nhé. Được không? Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt. Chứ nhiều bạn kêu là hình vuông không phải là hình chữ nhật là không đúng nhé. Nhớ nhé, hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt. Được không? Rồi, tiếp theo tôi sẽ đến. Câu C. X bình trừ 20X cộng với 101 bằng bằng 0. Gần như thằng này sẽ vô nghiệm. À, này vô nghiệm. À, như vậy câu C là không thể nhé. Câu C là không thể. Chấm. Sau đây ta sẽ tìm hiểu một ứng dụng quan trọng khác của định lý VF, đó là xét dấu các nghiệm của phương trình bậc 2. Định lý VF cho phép ta nhận biết dấu các nghiệm của một phương trình bậc 2 mà không cần tìm các nghiệm đó, ta có nhận xét sau đây. Nhận xét cho phương trình bậc 2 ax bình cộng px cộng c bằng 0 có hai nghiệm x1 và x2. X1 nhỏ hơn hoặc bằng x2, đây là quy ước nhé. X1 cộng x2 bằng trừ b chia a, x1 nhân x2 bằng c chia a. Khi đó nếu p bé hơn 0, nếu mà p bé hơn 0, p bé hơn 0 là tức hai nghiệm bé hơn 0 là x1 nhỏ hơn 0, x2 không nhỏ x2, hai nghiệm trái dấu. Như vậy hai nghiệm trái dấu khi b biến 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm trái dấu nhé. Nếu p lớn hơn 0, x lớn hơn 0, tổng dương tích dương, tổng dương tích dương thì phương trình sẽ có hai nghiệm dương. Nếu tổng dương mà tích âm, tích dương mà tổng âm thì phương trình sẽ có hai nghiệm âm. Đề nó hỏi là tìm m để phương trình có gì, hai nghiệm âm, hai nghiệm dương, hai nghiệm trái dấu hay là cái gì đó, được không? Rồi tiếp theo ta sẽ đến ví dụ 4 cho phương trình này. Không còn giải phương trình nhé. Chúng ta có a là bằng 1 trừ căn 2 biến 0, c là bằng căn 2 lớn 0, a nhân c, ac trái dấu này, ac trái dấu cho nên b sẽ bé hơn, b biến 0, tích biến 0 thì một âm một dương, phương trình sẽ có hai nghiệm trái dấu. Chú ý trong ví dụ 4, cả hai kết luận phương trình có hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu đều được suy ra từ p biến 0. Trường hợp p lớn 0 ta phải tính delta hay delta phải để xem phương trình có nghiệm hay không rồi mới tính x để xác định dấu các nghiệm. Đọc kỹ chú ý này không? Chú ý này muốn nói là gì? Trong ví dụ 4, cả hai kết luận phương trình có hai nghiệm và hai nghiệm trái dấu đều được suy ra từ b bén 0. Được không? Khi mà b bén 0 á thì rồi tóm lại chỗ này cho bạn đây. Chỗ này nó tóm lại cái lý thuyết chỗ này đi đã. Rồi, ví dụ cái phương trình bậc 2 như thế này đi ha. Phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c. Chúng ta đọc sách thì chúng ta cũng phải hiểu nha. Nhưng khi đọc mà không hiểu là chết nha. Để là phương trình bậc 2 thì a phải khác không? Được không? Rồi, chấm đầu tiên này. Phương trình có hai nghiệm gì? Hai nghiệm dương. Được không? Hai nghiệm dương phân biệt đi. Hai nghiệm dương phân biệt thì delta phải lớn không? Rồi
tổng phải lớn không và tích phải lớn hơn lớn không, được không? Tiếp theo là hai nghiệm âm phân biệt nhé. Hai nghiệm âm phân biệt thì sao? Delta phải lớn không, hai âm thì tổng sẽ bé hơn, bé không, tích sẽ lớn không. Tiếp theo là hai nghiệm trái dấu ha. Hai nghiệm trái dấu thì chúng ta chỉ còn một điều kiện duy nhất là gì thôi, a nhân c biến không thôi, a c biến không hoặc là p biến không đều được nhé. Rồi tại sao khi có hai nghiệm lại không còn đến thằng delta, đúng không? Tại vì hai nghiệm trái dấu á, thì nhân nhau sẽ trái dấu, còn tổng thì chưa biết, nhưng mà tại sao lại không còn delta? Vì như thế này, vì delta của chúng ta là b bình trừ cho 4a ac, mà ac biến không á, ac biến không nhân dấu trừ là lớn không, được không? Lớn không cộng với b bình thì chắc chắn thằng này sẽ lớn hơn lớn không, kỳ vọng. P là c chia a nhé. Khi xét dấu á, thì phép chia với phép nhân là giống nhau, mình chỉ đang quan tâm dấu thôi mà. Đó. Tiếp theo ta đến ví dụ số 5. Xét dấu các nghiệm của phương trình sau nếu có. Ta có a bằng 2 trừ căn 3 lớn không, c bằng 1 lớn không, suy ra p lớn không, p bằng c chia a, dương chia dương ra dương. Delta phải bằng p phải bình trừ ac bằng 2 trừ căn 3, delta phải lớn không, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Rồi a bằng 2 trừ căn 3 lớn không, rồi trừ b gì đó, rồi suy ra s sẽ lớn không, do đó phương trình có hai nghiệm dư phân biệt. Cái này không hay lắm ha, cái này càng làm càng rối chứ không có tác dụng gì hết nha, cái này không hay lắm, được không? Này đọc cho biết vậy thôi nha. Ý người ta nói là tìm cách xác định dấu của P, S và delta phải á. H4 với mỗi phương trình cho trong câu A, câu B dưới đây, hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Đầu tiên là phương trình này. Này làm trắc nghiệm nhé. Trừ 0.5x bình cộng 2.7x cộng 1.5 bằng 0. Ý đồ của tác giả là tổng tích với delta. Nhưng mà số là không được ok lắm. Số không được ok lắm. Cho nên ở đây thầy bấm máy cho rồi nha. Cái làm trắc nghiệm thì bấm máy cho rồi. Bút 53 thôi. Trừ 0.5 2.7 1.5. Đây. Xin nó dương hay nó âm thôi. Thằng này là dương. Còn thằng này là âm. Một dương một âm. Một dương một âm thì phương trình sẽ có hai nghiệm trái dấu ha. Đáp án là câu A. Được không? Còn nếu chúng ta tinh tế một chút á, thì chúng ta sẽ làm theo kiểu là lấy A nhân C này. A nhân C thì bằng trừ 0.5 nhân 1.5. Thằng này bé hơn, biến không. AC biến không, phương trình có hai nghiệm trái dấu vậy thôi. Được không? Tiếp theo là câu B. Câu B là x bình trừ thằng này cộng căn 6. Chúng ta thấy AC lớn không nè. AC lớn không thì phương trình này không thể có hai nghiệm trái dấu được, mà là hai nghiệm cùng dương hoặc cùng âm gì đó. Được không? Bây giờ thầy làm cho bạn xem nha. Thầy làm theo cái kiểu tính tay bình thường á. Rồi. Đầu tiên nè, tính P. P là cái nhu cầu đầu tiên. Quan tâm thằng P trước nha. P bằng gì? C chia A là căn 6. Căn 6 dương nghe. Tiếp theo là tính
Delta đi. Delta bằng P bình trừ 4AC. Căn 2 cộng căn 3 tất cả bình trừ 4 căn 6. Xem thằng này dương hay âm. Bấm luôn khỏi bông tay. Nhưng mà làm này mà vô làm trắc nghiệm nên lâu lắm. Thằng này dương. Còn phải biết vì sao thằng này dương nữa chứ còn nếu mà nói lấy thằng này bấm máy tính biết nó dương hay nam thì nói làm gì nữa. Vậy tôi bấm luôn từ thôi. Bấm luôn cái điều cho xong cho rồi. Được không? S sẽ bằng gì? Cái bài này thì không được hay lắm. Trừ B chia A. Trừ B chia A là bằng căn 2 cộng căn căn 3. Thằng này dương. Hai nghiệm phân biệt dương. Đáp án là câu B. Rồi giờ chúng ta test máy tính nhé. 1 5 3 1 bằng trừ căn 2 cộng với căn căn 3 căn 6 dương nhé. Dương luôn. Được không? Quan sát được không? Cả hai nghiệm đều dương luôn. Việc xét dấu các nghiệm của phương trình bậc 2 giúp ta xác định được số nghiệm của phương trình trùng phương. Ta đã biết đối với phương trình trùng phương ax mũ 4 cộng bx bình cộng c bằng 0. Nếu đặt y bằng x bình, y lớn bằng 0. Y bằng x bình, y lớn bằng 0 nhé. Thì ta đi đến phương trình bậc 2 đối với y. Được không? A bình cộng p, đây gọi là phương trình trùng phương. Do đó muốn biết số nghiệm của phương trình 4, ta chỉ cần biết số nghiệm của phương trình 5 và dấu của chúng. Chúng ta sẽ làm H5. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Nếu phương trình 4 có nghiệm thì phương trình 5 có nghiệm. Câu đầu tiên là sai nhé. Được không? Tại vì nếu mà phương trình này có nghiệm âm á, có nghiệm âm thì phương trình này không có nghiệm đâu. Được không? Tại vì y phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu phương trình đề nó bảo là nếu phương trình 4 có nghiệm thì phương trình 5 có nghiệm. Này phải coi lại, này phải coi lại. Đây là nếu phương trình 5 có nghiệm thì phương trình 4 có nghiệm, hai cái trái ngược nhau. Giờ suy nghĩ cho chín chắn một chút nha. Rồi giờ ghi ra nè. AX4 cộng PX bình cộng C bằng bằng 0 chẳng hạn, được không? Bằng 0 chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ đặt đặt T nhé, đặt T cho dễ nhìn. Đặt Y không nhìn nữa. T lớn bằng 0. Đây là phương trình 4. Còn đây là phương trình 5. AT bình cộng PT cộng C bằng 0. Đây là phương trình 5. Cái giả thuyết đầu tiên là nếu 4 có nghiệm thì 5 có nghiệm. Nếu 4 có nghiệm thì 5 có nghiệm. Rồi tiếp theo là câu A này. 4 có nghiệm thì 5 có nghiệm. Đúng hay sai thôi nghe. Câu B. 5 có nghiệm ngược lại thì 4 có nghiệm. Đúng hay sai thôi. Bây giờ nếu mà 4 có nghiệm nhé, 4 có nghiệm, ví dụ nghiệm dương, nghiệm dương bình lên T vẫn nhận ha, tại vì T bằng x bình mà, T lúc nào cũng nhận, không bình lên cũng nhận luôn, T đâu có điều kiện. Rồi như vậy cái này là đúng. Còn nếu 5 có nghiệm thì 4 có nghiệm, cái này chưa chắc nhé. 5 có nghiệm 4 nghiệm, ví dụ như T bằng âm 3 với T bằng âm 2, T bằng âm 3 với T bằng âm 2 thì hai nghiệm này đều loại hết thì 4 sẽ không có nghiệm, cho nên cái này là sai.
Kịp chỗ này không? 5 có nghiệm thì 4 có nghiệm là sai nè. Tại vì khi hai nghiệm âm á, hai nghiệm âm thì sẽ không sinh ra được x. Được không? Còn ở trên đây 4 có nghiệm là có x thì chắc chắn sinh ra được được t. Rồi, lúc nào có x cũng sinh ra được t hết. Tiếp theo ta sẽ đến ví dụ 6. Cho phương trình. Phương trình này, phương trình đồng phương nhé. Không giải phương trình, hãy xét xem phương trình 6 này có bao nhiêu nghiệm. Yêu cầu là không giải, không được giải. Chỉ được làm thôi, chứ không được giải. Câu ví dụ 6. Thầy đầu tiên ta sẽ đặt T vào. Đặt T bằng gì? Đặt T bằng x bình. Được không? Đặt T bằng x bình, khi đó thầy sẽ có là T lớn hơn bằng bằng 0. Và phương trình trở thành là căn 2T. T bình trừ 2 căn 2 trừ căn 3T trừ căn 12 vào bằng 0. Bây giờ ta sẽ xét cái B trước nhé. B thì bằng C chia A. C chia A là trừ căn 12 chia cho căn 2. Biến 0. P biến 0 thì phương trình này sẽ có phương trình 2 này có hai nghiệm trái trái dấu, được không? Hai nghiệm trái dấu thì mới tích mới biến không được, được không? P biến không thì phương trình sẽ có hai nghiệm trái dấu. Hai nghiệm trái dấu á, thì khi đó một dương một một âm, được không? Một dương một âm, mà khi một dương một âm á, thì nghiệm dương á, thì sẽ sinh ra được hai nghiệm mới ha. Thì ví dụ là nó sẽ T1 nè nhỏ hơn 0 và nhỏ hơn T T2 một dương một âm. Thì khi đó T1 này sao? T1 này loại đi. Tại vì T lớn bằng 0 mà. Còn T2 dương thì T2 nó sẽ sinh ra được là x bình bằng T T2 thì tương đương x sẽ bằng cộng trừ căn T2. Sẽ sinh được hai nghiệm thôi, nhưng mà phương trình này hai nghiệm. Này. A lớn 0, C bé 0 nhưng phương trình có hai nghiệm trái dấu. Vậy phương trình có một nghiệm dương duy nhất và từ đó suy ra được hai nghiệm đối nhau. Là xong nhé. Như vậy bài giảng lý thuyết ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau một bữa nữa để giải quyết đó là câu hỏi và bài tập. Câu hỏi và bài tập bắt đầu từ bài 5 và kết thúc ở bài 11 nằm ở cuối trang 78. Xin chào tất cả các bạn.